Minh Vy xin kính chào quý vị. Trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để cập nhật lại diễn biến của thị trường trong những ngày vừa qua cũng như dự đoán trong ngày hôm nay và trong những ngày sắp tới thông qua những quan điểm và nhận định đến từ anh Nguyễn Sử Ngọc Sinh, chuyên viên cao cấp phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi. Vâng, thưa anh, đại diện khối phân tích chứng khoán HSC có cho biết rằng là VN-Index thậm chí có thể lên đến mốc là 700 điểm. Là một nhà phân tích đến từ HSC thì liệu anh có thể giải thích rõ hơn về những cái quan điểm này nó có căn cứ hay là không ạ? Dạ vâng, thì như mọi người đã thấy rằng là hiện tại chỉ số VN-Index đang tiếp cận lại khu vực đỉnh 6 năm liên tục, đó là khu vực 640 điểm. Đây là một khu vực kháng cự rất là mạnh trong lịch sử và chưa lần nào trong 6 năm gần qua thị trường có thể bước qua được cái khu vực này. Nhưng hiện tại HSC, trong bộ phận HSC có đưa ra lập luận rằng là khả năng thị trường sẽ bước qua hẳn cái vùng này và có thể tiến lên vùng 700. Tôi nghĩ rằng là điều này hoàn toàn có cơ sở. Yếu tố thứ nhất về vấn đề nội tại của nền kinh tế Việt Nam, tôi thấy rằng là về tăng trưởng, đang trong giai đoạn tăng trưởng rất khá là tốt khi mà những chính sách mới hỗ trợ của chính phủ, bộ ban chính phủ mới đang đi vào vấn đề là tháo bỏ những cái rào cản về mặt của thị trường chứng khoán để thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng. Vâng. Và điều thứ hai nữa là cái hoạt động thoái vốn của hoạt động thoái vốn của nhà nước đã bắt đầu rất là mạnh thông qua vấn đề là quyết tâm chống vấn đề về nới room cho khối nhà đầu tư nước ngoài và dỡ bỏ một cái số các điều khoản của luật doanh nghiệp. Đây là một điều cho thấy rằng là có thể thúc đẩy cái vấn đề về điểm số có thể tăng trưởng trong thời gian tới. Yếu tố thứ hai tôi đánh giá cao đó là vấn đề về dòng tiền, đặc biệt là dòng tiền nội. Hiện tại dòng tiền đã bắt đầu có vấn đề về tăng trưởng lên cung tiền M2 cũng tăng trưởng hơn so với tăng trưởng tín dụng. Đây là điều cho thấy rằng là cái tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới của thị trường là rất là sáng sủa. Vâng. Và nhân cuộc trò chuyện sáng nay thì tôi cũng xin được nhắc đến một số thông tin mà các nhà đầu tư đã bàn tán trong suốt mấy tuần qua. Đó là danh mục cổ phiếu trên sàn Upcoming Premium Index. Mọi người cho rằng nhóm này sẽ được phép merging, từ đó đẩy sàn giao dịch này trở thành một khối 500 hấp dẫn. Vậy thì với góc nhìn của anh thì anh hoàn toàn tin vào điều này hay không, khi mà chúng ta có thể thấy thanh khoản của Upcom chủ yếu là do một số cổ phiếu vốn hóa lớn mang lại? Thực ra câu chuyện về margin cho cổ phiếu trên sàn Upcom đã có xuất hiện từ năm 2014, đã có một vài thông tin đồn đoán về vấn đề sẽ cấp margin cho một số cổ phiếu trên sàn Upcom này. Về mặt cơ bản thì ở trên Upcom tôi quan sát có rất là nhiều cổ phiếu của những doanh nghiệp tốt, nhưng vì cái lượng free float, là cái lượng cổ phiếu lưu hành ra bên ngoài họ không nhiều, cho nên vấn đề về thanh khoản của họ rất là thấp, hầu như là không giao dịch, hoặc là chính vì cái lý do là thanh khoản thấp cho nên là các công ty chứng khoán ngại vấn đề về cấp margin cho các cổ phiếu này. Trong thời gian gần đây có rất là nhiều thông tin về vấn đề về sẽ đồn đoán sẽ cấp margin cho các cổ phiếu này đến từ lý do rằng là muốn thúc đẩy cái vấn đề về cổ phần hóa nhanh của các doanh nghiệp nhà nước khi họ chưa có đủ điều kiện để mà lên những sàn như thành phố hay HNX, thì họ niêm yết Upcom thì làm cái việc cấp margin cho các cổ phiếu này sẽ làm gia tăng cái lượng thanh khoản cũng như là thúc đẩy cái vấn đề về cổ phần hóa nó nhanh hơn. Thì tôi nghĩ rằng là có thể sẽ thời gian tới sẽ có những cái văn bản cụ thể về vấn đề về hỗ trợ margin cho các cổ phiếu trên sàn Upcom. Vâng, bên cạnh đó thì Upcom có biên độ giao dịch lớn cộng với margin nữa sẽ càng khiến cho rủi ro lớn hơn nữa theo một cái tỷ lệ thuận thôi ạ. Theo đánh giá riêng của anh thì một số mã khả năng vào Upcom Premium Index có đủ sức hấp dẫn để vượt qua được cái rủi ro này hay không? Và bên cạnh đó thì anh có khuyến nghị gì dành cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các khán giả đang theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay trên kênh truyền hình FBNC không ạ? Dạ vâng, thì ở góc độ cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng là trước tiên các công ty chứng khoán sẽ phải thẩm định lại cái vấn đề về cấp margin cho từng cổ phiếu trên sàn Upcom. Tại vì về mặt cơ bản các công ty chứng khoán cần phải dự phòng cái rủi ro cho chính họ, vì khi họ cấp hạn mức tín dụng ra thì cái rủi ro, và khi mà nói là cái biên độ của sàn Upcom lớn như vậy thì cái rủi ro đồng nghĩa cũng sẽ cao hơn, cho nên là các công ty chứng khoán phải thận trọng trong vấn đề về cấp tỷ lệ margin cho các mã cổ phiếu này. Cho nên là tôi nghĩ rằng là sức hấp dẫn của các cổ phiếu này sẽ tăng lên trong thời gian tới khi mà được công ty chứng khoán cấp margin, nhưng mà cái tỷ lệ tôi nghĩ rằng nó sẽ không quá cao để có một cái phần bù rủi ro khi mà cái biên độ của sàn Upcom là rất lớn.
Và tôi khuyến nghị với nhà đầu tư rằng là nên lựa chọn những cổ phiếu có cơ bản tốt trên sàn Upcom để mà lựa chọn đầu tư, hơn là mặc dù thời gian tới có thể sẽ có yếu tố đầu cơ khi mà margin được cấp cho các cổ phiếu này, nhưng mà vẫn nên lựa chọn những cổ phiếu có cơ bản tốt, có tăng trưởng lợi nhuận tốt để mà mình bảo vệ cái nguồn vốn của mình. Vâng. Nếu như mà chúng ta có một cái quan sát tổng quan vào diễn biến của thị trường chứng khoán từ cuối tuần trước cho đến ngay tận thời điểm này, thì rõ ràng chứng khoán Mỹ và châu Á đều đỏ sàn. Theo các nhà phân tích thì một phần là do tâm lý lo ngại chuyện Anh sẽ rời khỏi EU. Và còn theo quan sát của riêng cá nhân anh thì nhà đầu tư tại Việt Nam, nhất là những nhà đầu tư ngoại, thì có chịu ảnh hưởng từ những cái sự kiện đó hay không ạ? Vâng, thì câu chuyện về Anh xin rút khỏi EU đang là một câu chuyện rất chủ đề rất là nóng trong tuần vừa qua, khi các giới đầu tư họ cho rằng là họ các doanh nghiệp Anh đang bị kìm hãm rất là nhiều bởi khi gia nhập EU, cho nên họ muốn thoát ra khỏi cái tổ chức này. Thì ngày 23 tháng 6 tới là sẽ là cái cuộc bỏ phiếu của các quốc gia để mà đổ vấn đề về Anh. Thì thế cá nhân tôi nhận định rằng là cái khả năng mà Anh rút khỏi EU nó sẽ có xác suất rất là thấp, khi mà cái hệ lụy của vấn đề này là cực kỳ lớn, và nó sẽ có thể làm tác động, nếu mà điều này xảy ra sẽ tác động rất là lớn đến đối với khối liên minh châu Âu, và đặc biệt là lên thủ tướng Anh có thể phải là từ chức. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái điều này có thể rằng là nó sẽ tác động về mặt tâm lý thôi. Nhưng hiện tại ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam tôi chưa thấy một động thái ba nào bán ròng mạnh trong suốt giai đoạn vừa qua. Điển hình là cả tuần trước thì khối nhà đầu tư nước ngoài họ mua ròng hơn khoảng 370 tỷ. Thì tôi cho thấy rằng trạng thái vẫn chưa có gì thay đổi cả. Và tôi dự đoán rằng là vẫn sẽ bình ổn trong suốt tuần này. Cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi ạ. Còn bây giờ thì Minh Phi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay trên kênh truyền hình FBNC. Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay, như thường lệ Minh Phi xin mời quý vị cùng điểm lại những thông tin nổi bật trên bản tin kỳ này. Ngân hàng Thế giới vừa chính thức phê duyệt khoản tín dụng 310 triệu đô la giúp 9 tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long đối phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững. Khoản tín dụng trên được sử dụng cho dự án tăng cường sức chống chọi với biến đổi khí hậu và bền vững sinh kế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quy hoạch theo hướng thích ứng với khí hậu, cũng như tăng sức chống chọi với biến đổi khí hậu trong quản lý sử dụng nguồn đất và nước của khu vực, đem lại lợi ích cho người trồng lúa, nuôi trồng thủy sản. Liên quan đến việc phát hiện hàng loạt các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm tại công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sinh, mới đây đại diện nhiều siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm này để chờ kết luận của cơ quan kiểm tra. Trước đó, trong đợt kiểm tra kho hàng của Việt Sinh tại Bình Tân, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm không công bố hợp quy hoặc có nhưng không còn giá trị hết hạn sử dụng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa họp bàn với Hiệp hội Lương thực về việc sẽ tổ chức một cuộc thi sáng tác logo để lựa chọn logo phù hợp cho thương hiệu gạo Việt Nam. Đây là một trong những nỗ lực nhằm hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia cho gạo Việt. Ngoài logo, các cơ quan liên quan của Bộ cũng đang gấp rút hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn quốc gia cho hai giống gạo là gạo thơm và gạo trắng hạt dài. Hôm 13 tháng 6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc họp với người đồng cấp là ông Lý Khắc Cường nhân chuyến công du Trung Quốc. Trọng tâm chuyến công du của bà Merkel là yêu cầu Trung Quốc tạo ra một sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp nước ngoài. Đức hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối EU, và Đức cũng là một trong những thành viên có sức ảnh hưởng nhất trong khối EU khi thảo luận về việc công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường. Cuộc đình công của 400 phi công Thụy Điển SAS diễn ra cuối tuần qua đã khiến cho hơn 400 chuyến bay bị hủy bỏ, làm ảnh hưởng đến gần 30.000 hành khách. Việc đàm phán lương giữa ban giám đốc SAS và Liên đoàn Phi công Thụy Điển bắt đầu từ hồi tháng 4 với yêu cầu xem xét lại mức lương cũng như chế độ ngày nghỉ. Tuy nhiên, cuộc đàm phán kết thúc hôm thứ Sáu đã không đạt được kết quả, khiến cho khoảng 400 phi công đình công ngay lập tức. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay, sáng 14 tháng 6 trên kênh truyền hình FBNC. Minh Phi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, nếu như quý vị muốn xem lại tất cả các video của chương trình cũng như là cập nhật những thông tin chi tiết khác, quý vị vui lòng truy cập vào website của chúng tôi ngay tại địa chỉ fbnc.vn. We'll be right back.
Đến đây thì Minh Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kỳ sau.